trải nghiệm Honda HR-V 2022 bản tầm trung, đại lý ở Việt Nam nhận đặt cọc để cạnh tranh Toyota Corolla Cross. Honda HR-V 2022 dự kiến ra mắt quý 2 tại Việt Nam nhằm cạnh tranh với Toyota Corolla Cross. Phân khúc SUV đô thị ở Việt Nam ngày càng có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa nhiều mẫu xe mới. Honda HR-V xuất hiện ở nước ta từ năm 2018 và dự kiến sẽ có thế hệ mới ra mắt quý 2 năm nay. Honda HR-V 2022 hiện đã ra mắt tại Thái Lan và đây được coi là phiên bản xem trước khi về Việt Nam, bởi được nhập khẩu nguyên chiếc từ đây. So với đời cũ, Honda HR-V RS 2022 là phiên bản mới được bổ sung tại Thái Lan, cùng hai bản cũ với giá bán quy đổi như sau. Honda HR-V e giá 990.000 baht, giá quy đổi 672 triệu đồng. Honda HR-V L giá 1.100.000 baht, giá quy đổi 747 triệu đồng. Honda HR-V RS giá 1.200.000 baht, giá quy đổi 815 triệu đồng. Với ba phiên bản này bán ra ở Thái Lan, Honda HR-V 2022 được bán ở Việt Nam sẽ tương tự khi đại lý đã nhận đặt cọc, với giá tạm tính từ 680 đến 871 triệu đồng. Trong đó, Honda HR-V L sẽ là phiên bản tầm trung được nhiều người dùng Việt quan tâm nhờ mức giá phù hợp, trang bị đủ dùng. Trong khi đó, bản Honda HR-V e lại ít trang bị, bản RS của mẫu xe này có giá bán quá cao. Honda HR-V 2022 bản tầm trung sở hữu ngoại hình hiện đại khi vẫn sở hữu hệ thống lưới tản nhiệt bọc chrome góc cạnh. Cản trước của Honda HR-V 2022 cũng được tái thiết kế cứng cáp hơn, kết hợp đèn sương mù LED. Hệ thống chiếu sáng của Honda HR-V L 2022 hiện đại nhờ sử dụng công nghệ LED toàn phần. Đèn pha trên COS dạng LED chia khoang có khả năng thích ứng kết hợp giải LED chạy ban ngày, mới. Nhìn ngang phần thân, Honda HR-V sở hữu phong cách thiết kế SUV Line Coupe thể thao. Xe dùng bộ la răng 6 chấu đơn tối màu kích thước 17 inch, gương chiếu hậu tích hợp nhiều tính năng như chỉnh trên gập điện, báo rẽ, cảnh báo điểm mù. Ra đến phần đuôi, Honda HR-V L giữ lại nguyên vẹn thiết kế đèn hậu LED chạy ngang khoang hành lý đầy sang trọng. Xe có cản va phía sau hai tông màu cứng cáp, cảnh gió trên cao cũng được trang bị giúp Honda HR-V trở nên thể thao. Vào đến khoang nội thất, Honda HR-V 2022 bản tầm trung có thiết kế gần như không khác biệt bản RS. Theo đó, xe có màn hình giải trí đặt nổi hỗ trợ kết nối điện thoại qua Apple CarPlay, bản RS là loại không dây. Ngoài ra, nhiều tiện nghi khác vẫn xuất hiện trên Honda HR-V L như điều hòa tự động, phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây. Ghế ngồi của xe bọc da, nhưng không có tính năng chỉnh điện cũng như những đường chỉ khâu đỏ. Honda Sensing sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên Honda HR-V 2022 với nhiều công nghệ như điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, nhận dạng biển báo giao thông, camera 360 độ, đèn pha tự động. Ở Thái Lan, cả 3 phiên bản Honda HR-V 2022 đều dùng động cơ EHEV Hybrid, là sự kết hợp giữa động cơ 1.5 lít mạnh 105 mã lực và 127 Nm xoắn cùng hai mô tô điện và bộ pin lithium-ion. Xe có tổng công suất 131 mã lực và 252 Nm xoắn cực đại kết nối với hộp số tự động ECVT. Với sự thay đổi toàn diện và mức giá bán hấp dẫn, Honda HR-V sẽ là đối trọng lớn của Toyota Corolla Cross khi về Việt Nam. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.